Chào mừng bà con nông dân đã đến với chương trình khuyến nông của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu. Thưa bà con nông dân, như chúng ta đã biết thì chủ trương tái cơ cấu nền nông nghiệp không thể thiếu việc chuyển đổi số trong việc vận hành và phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, điều mà tất cả mọi người làm nông nghiệp đều quan tâm đó là chúng ta sẽ chuyển đổi số bằng cách nào và như thế nào. Đó chính là nội dung mà chúng tôi muốn bàn luận trong ngày hôm nay. Và trong chương trình hôm nay thì Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Khuyến nông để thực hiện một chương trình với cái nội dung đó là nâng cao năng lực của các hợp tác xã trong việc thực hiện và vận hành tham gia vào sàn thương mại điện tử. Và tôi xin trân trọng giới thiệu những khách mời cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Trước tiên xin trân trọng giới thiệu kỹ sư Nguyễn Đức Khoa, Phó trưởng phòng kỹ thuật thuộc Trung tâm Khuyến nông của tỉnh Bạc Liêu, và chị Lưu Kim Ngân, cán bộ phòng kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi có mời anh Lâm Nhân Trung. Anh là cán bộ phụ trách mảng nông nghiệp của xã Vĩnh Mỹ A thuộc huyện Hòa Bình. Đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì chúng tôi có mời sự tham gia của anh Trịnh Đạt Duy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ và Nuôi trồng Thủy sản Vĩnh Thành thuộc xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, và cùng với một số thành viên trong hợp tác xã cùng tham gia với chúng tôi để nói về câu chuyện đó là chúng ta sẽ chuyển đổi số như thế nào trong cái việc vận hành hợp tác xã của mình. Trước tiên thì xin mời anh Duy có thể chia sẻ đôi nét về quá trình mà anh đã bắt đầu cái công việc của mình, đó là anh có thể chuyển đổi số vào trong cái việc phát triển hợp tác xã cũng như là làm tham gia vào cái sàn thương mại điện tử của Bạc Liêu trong cái việc có thể là quảng bá thương hiệu của mình. Dạ, xin mời anh ạ. Năm 2019 hợp tác xã thành lập á, thì nó cũng đối với cái công nghệ số này thật sự là nó chưa biết, chưa tìm hiểu tới. Nhưng đến năm 2021-2022 thì cái công nghệ số này nó đã có. Thì với trách nhiệm của là Chủ tịch Hội đồng Quản trị thì tôi yêu cầu trong hội đồng quản trị sẽ đưa cái này vào hợp tác xã. Thứ nhất là để quảng bá thương hiệu, thứ hai là để mình tiếp cận được với rất nhiều khách hàng để bán ra sản phẩm được nhiều hơn. Được biết là đặc biệt là từ khi mà ở hợp tác xã anh có một sản phẩm được công nhận là sản phẩm ô cốp, thì lúc đó thì cái quyết tâm của mình về cái việc mà mình phải thành lập một trang web hoặc là mình việc là mình phải tham gia vào cái sàn thương mại điện tử nó mới cao hơn, đúng không ạ? Thì từ khi mà thành lập cái sản phẩm được ô cốp á, thì cái việc mà thương mại điện tử nó còn càng nâng cao hơn nữa, yêu cầu của nó là rất là cao, nên quyết tâm của hội đồng quản trị là phải thực hiện bằng được cái trang web cũng như là cái website của hợp tác xã. Thì nói chung là trước giờ thì mình chỉ thực hiện như là cái truyền thống thôi, cách truyền thống buôn bán truyền khi thống. Khi mà chuyển ra thì thứ nhất là mình phải nhờ tìm hiểu cái chương trình, rồi hỗ trợ cái lớp tập huấn. Rồi khi mình tự cử nhân viên, mình có những cái thành viên mà đã am hiểu về công nghệ thông tin rồi đó, thì mới đưa đi tập huấn và để về xây dựng cho hợp tác xã. Thực ra để làm một trang web á, nếu như mà với cái trang web làm cho bên lĩnh vực thủy sản hoặc bên nông nghiệp á, thì giới thiệu sản phẩm thì nó không phải là quá khó. Mà để mà làm được thì bắt buộc phải có những người chuyên môn. Đấy. Thì việc đầu tiên, trước tiên là mình phải có là hình ảnh. Mà để làm được hình ảnh thì mình cũng phải là chụp cái hình ảnh sản phẩm nó rất là đẹp, đưa lên trang web thì mới bắt mắt, đúng không ạ? Và thứ hai nữa, mình phải mua một cái tên miền. Mua một tên miền xong mình mua một cái hosting. Thì sau đấy mình kết nối hai cái lại với nhau thì mình mới làm được trang web. Thì lúc đấy cái người kỹ sư tin học người ta mới bắt đầu làm cái website trên đấy. Thực ra là để người nông dân là cũng phải là làm được á, thì cũng phải đi đào tạo, phải được hướng dẫn đào tạo. Và tuy nhiên mà sau khi hướng dẫn đào tạo xong mình về mình làm thì nó cũng không phải là quá khó, nó cũng rất là dễ dàng. Đấy. Từ cái nhấp chuột, từ cái ví dụ biết rằng là cái sản phẩm bao nhiêu tiền, sản phẩm đấy là công dụng như thế nào, thì là chỉ cần một cái mình ấn chuột vào, mình biết chỗ mình ấn là ok. Nhưng mà thật ra thì khi mà mình làm thì mình có nghĩ đến cái việc là mình sẽ làm như thế nào để cho cái đối tượng mà tiếp cận cái trang web của mình đó, họ dễ dàng họ truy cập không? Cái đấy thì chắc chắn phải có rồi, bởi vì là trong cái lúc mà đào tạo á, thì cái người làm website người ta phải biết rằng là cái người mà đang sử dụng là đối tượng nào. Người đang sử dụng là đối tượng nào thì người ta sẽ dễ dàng đưa cái giao diện nó dễ nhất cho người dùng.
Thì thực ra là khi mà nhận được cái nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng quản trị với hội thành viên thì mình có đi tìm hiểu về cái đối tượng người dùng của mình, đấy là những người bà con nông dân đấy. Thì với cái nhiệm vụ đấy được đi đào tạo, thì bản thân làm vào tháng 10 tháng 10 năm 2023 thì bên chỗ liên minh có cho đi đào tạo. Thì sau khi đào tạo thì mình về mình mới sửa lại cái giao diện trang web làm thế nào để cho bà con thao tác một cách tốt nhất. Đấy. Thì là sau khi mà đào tạo về xong thì mình có chỉnh sửa lại giao diện cho bà con xài để phù hợp với đối tượng của người dùng. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Trường. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi có mời anh Lâm Văn Trung. Anh là cán bộ phụ trách mảng nông nghiệp của xã Vĩnh Mỹ A thuộc huyện Hòa Bình. Thưa anh Trung, việc mà để mà tiếp cận với chuyển đổi số đối với người nông dân trên địa bàn của huyện Hòa Bình thì chắc hẳn đây là một cái việc làm rất là mới mẻ, đặc biệt là đối với những cái xã mà chuyên về nông nghiệp như ở xã Vĩnh Mỹ A này á, thì chắc là bà con cũng gặp khó khăn trong quá trình mà tiếp cận với chuyển đổi số. Thì anh có thể cho một vài nhận xét về cái việc mà chuyển đổi số trong cái lĩnh vực nông nghiệp của bà con như thế nào trong thời gian qua? Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay thì trong thời kỳ phát triển kinh tế thì nó gắn liền với công nghệ, mà tất cả các lĩnh vực nào nó cũng có cái ảnh hưởng. Đặc biệt thì trong cái sản xuất nông nghiệp hiện nay thì người dân, tuy nhiên thì cái trong cái nhận thức cũng như là trong cái kiến thức người ta cũng đã có cao. Nhưng mà còn bên cạnh đó thì đối với vùng nông thôn như hiện nay ở đây thì nó cũng còn hạn chế nhiều thứ. Do đó thì thứ nhất là cái công nghệ thông tin. Thứ nhất là thì trong cái chuyển đổi số, trong cái sản xuất cũng như trong cái tiêu thụ sản phẩm thì người dân cũng gặp bất cập. Có thể nói là nó còn lạ. Có những người thì người ta hiểu nhưng mà người ta không có chuyên thực hiện cái lĩnh vực đó. Người ta hiểu, còn những người mà trực tiếp cũng như sản xuất trực tiếp cũng như tiêu thụ sản phẩm thì ít có được cái tiếp cận được cái vấn đề này, cho nên nó cũng gặp nhiều cái khó. Tuy nhiên bên cạnh đó thì thời gian qua cũng đối với xã rồi đối với các ngành, đặc biệt là ở từng địa phương ấp cụ thể cũng như ở hợp tác xã cũng có nhiều cái cuộc để mà gặp gỡ người dân để cũng như là triển khai rồi cũng như là tuyên truyền cũng như là phổ biến rộng cái vấn đề này để cho mọi người hiểu được cái lĩnh vực trong cái đặc biệt là trong cái vấn đề công nghệ số hiện nay. Thì bên cạnh đó thì nói chung thì nói vậy, nhưng mà tuy rằng thông tin thì bây giờ nó cũng đa dạng, nhưng mà ít có khi bởi vì cái này cái lĩnh vực này cũng nó không được thường xuyên lắm, nó không có phát triển, nó không có phổ biến được thường xuyên, cho nên cũng còn nhiều người cũng như là nhiều chỗ nhiều nơi cũng còn mới mẻ. Đó là những vấn đề đó với tình hình của người dân sống trong cái vùng sản xuất nông nghiệp còn gặp cái khó. Sau khi nghe các chú các anh trình bày về những cái thuận lợi cũng như là khó khăn về tình hình chung khi mà đưa các sản phẩm lên trang thương mại điện tử thì tôi cũng có một số cái ý kiến về cái thuận lợi, khó khăn cũng như là giải pháp khi mà mình đưa cái sản phẩm lên các cái trang thương mại điện tử. Về cái thuận lợi khi mà mình đưa các cái sản phẩm lên trang thương mại điện tử thì các cái sản phẩm được tiếp cận với cái khách hàng trên quy mô toàn quốc chứ không phải dừng lại ở cái địa phương của mình, và được cái hỗ trợ về tiếp thị quảng bá để mà có thể ký kết được những cái hợp đồng lớn cho hợp tác xã. Rồi ngoài ra thì thông qua các cái sàn thương mại điện tử thì các cái sản phẩm của hợp tác xã sẽ nắm bắt được về cái thị hiếu của người tiêu dùng cũng như là sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, để từ đó các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã sẽ có những cái hướng trong đổi mới công nghệ
cũng như là thay đổi về cái hình thức của sản phẩm để tiếp cận được với cái người tiêu dùng gần hơn. Đối với những cái khó khăn đó, thì khi mà nông dân đưa sản phẩm lên các cái sàn thương mại điện tử đó, thì gặp được khó khăn là do các cái anh chị cô chú mình là không có tiếp cận được với những cái kiến thức về công nghệ số. Các nhóm sản phẩm được giới thiệu trên sàn thì gồm có là nông sản, đặc sản địa phương và các cái sản phẩm ô cốp. Chất lượng thì rất là tốt. Tuy nhiên là khi mà đưa lên sàn thì cái sức mua thì nó không đạt như cái kỳ vọng. Tổng vốn quảng bá giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng thì còn nhỏ lẻ, chưa có cái một cái phương án phát triển lâu dài, chưa có tối ưu và chưa có làm cho nó thu hút hơn người tiêu dùng. Thì qua những cái khó khăn thực tế như vậy thì bản thân tôi cũng thấy được những cái đề xuất để hỏi là các hợp tác xã cần cái cải tiến giao diện, nội dung, xây dựng một cái kế hoạch lâu dài hỗ trợ ứng dụng rộng rãi cái thương mại điện tử trong cộng đồng để có thể là tiệm cận hơn với cái thị hiếu của thị trường. Các cái sản phẩm mà khi được đưa lên sàn thương mại điện tử cần cái xây dựng cái bộ nhận dạng thương hiệu, cái hình thức sản phẩm cũng rất là quan trọng để có thể kết nối đưa đến cái hiệu quả cao hơn. Thật ra bà nói là cái vấn đề mà thương mại điện tử thì đến thời điểm này thì cũng là một câu chuyện rất là còn mới đối với bà con nông dân, không chỉ riêng hợp tác xã Vĩnh Thành đâu, hợp tác xã Vĩnh Thành chúng ta mới nhưng mà cũng có chuyên gia công nghiệp, công nghệ thông tin thì cũng cơ bản cũng đỡ, nhưng đa số là các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói chung hiện nay đang vướng mắc cái vấn đề là tạo giao diện, vướng mắc vấn đề mà chúng ta làm cái quảng bá cũng như là duy trì cái trang đó, cái trang web. Cho nên đây là một cái vấn đề mà khoa cũng ở góc độ trung tâm cũng nông á thì cũng thấy được là sắp tới mình cũng có kiến nghị với sở nông nghiệp cũng như là các cơ quan chuyên môn là chúng ta tăng cường đào tạo cái vấn đề mà cập nhật phần mềm điện tử cũng như là đào tạo cái vấn đề mà chúng ta làm những cái trang web để làm sao mà đưa lên cái trang thông tin điện tử của các hợp tác xã. Tại hiện nay chúng ta là có 133 sản phẩm ô cốp, nhưng mà đó, có 13 sản phẩm đạt là 3 sao, nhưng mà thật ra thì cái vấn đề quảng bá thì nó cũng còn chưa như ý muốn. Thì sắp tới thì tôi nghĩ là chắc cũng sẽ có một số cái giải pháp để làm sao mà giúp cho các hợp tác xã chúng ta vừa sản xuất được hiệu quả, có năng suất mà cũng phải có đầu ra. Và đặc biệt là cái thương mại điện tử là cái đầu ra rất rộng. Mà nói về thương mại điện tử thì mình thấy nó hơi cao siêu nha, nhưng thật ra thì ở đây thì tôi thấy có những cái hợp tác xã ta làm rất là dựa vào công nghệ điện tử, mà ta làm công nghệ thông tin đó, ta làm những cái quảng bá rất là dễ. Ví dụ như quảng bá trên Facebook, Zalo, ví dụ Zalo nhóm giữa các thành viên hợp tác xã trong tỉnh nhau, và Zalo nhóm giữa các thành viên trong hợp tác xã với nhau, ta quảng bá những sản phẩm trên những cái nhóm nhỏ đó và trên cái phương tiện Facebook. Và nếu mà nâng tầm lên xíu thì mình có thể quảng bá trên Lazada hoặc là những cái trang mà nó chuyên về cái quảng bá sản phẩm ở trên, thì chuyên về công nghệ thông tin thì mình biết rồi, Shopee. Thì nói chung là những cái đó là những cái hướng, và sắp tới rồi ở góc độ khuyến nông thì chắc là sẽ còn tham mưu nhiều đối với ngành nông nghiệp tỉnh để chúng ta làm câu chuyện đó. Cảm ơn chia sẻ vừa rồi của kỹ sư Khoa. Thưa bà con nông dân, như vậy là trong buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta mới dỡ lẽ ra rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là cái tên gọi mà sàn thương mại điện tử hoặc là chuyển đổi số, nó không phải là cái gì đó nó quá xa vời với chúng ta, mà thật ra đó chỉ là một cái cách thay đổi về tư duy, thay đổi về cái cách mà mình buôn bán từ cái truyền thống sang một cái cách là mới hơn, đó là làm như thế nào mình có thể là mình tận dụng được những cái gọi là ứng dụng của khoa học kỹ thuật, ứng dụng của kỹ thuật số để chúng ta phục vụ cho cái việc làm ăn, phục vụ cho cái việc kinh doanh buôn bán, phát triển cái sản phẩm của mình. Cái điều đó thì nói thì dễ nhưng mà thực hiện nó mới khó. Chính vì vậy là tất cả chúng ta đều cần phải nâng cao một cái nhận thức, đó là chúng ta cần phải khắc phục những cái khó bằng cái việc đó là phải tiếp cận với nó. Không phải khó mà chúng ta bỏ qua, mà chúng ta phải quyết tâm tiếp cận với nó và làm chủ với nó. Thì điều này thì chắc hẳn là tất cả bà con nông dân sẽ thấu hiểu khi mà nền nông nghiệp của chúng ta, khi mà nền kinh tế của chúng ta đang mở theo một cái hướng đó là toàn cầu hóa, đang mở theo một cái hướng đó là chuyển đổi số, bắt buộc chúng ta phải hòa vào nó để mà tiếp cận và bắt kịp với xu hướng đó thì chúng ta mới tồn tại, chúng ta mới thành công trên tất cả các lĩnh vực, thậm chí là trong những cái mô hình sản xuất kinh doanh của mình. Và đó cũng là thông điệp mà chương trình muốn gửi đến tất cả bà con đối với việc mà tiếp cận tham gia vào quá trình chuyển đổi số trong nền nông nghiệp. Và chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tham gia vào chương trình chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.